Bộ Công an mới đây đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Theo thông tư mới, tại điểm C khoản 1 điều 5, nội dung công khai của Công an Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, so với quy định trước đây, nội dung công khai trang phục, số hiệu Công an Nhân dân đã được loại bỏ. Ngoài ra, tại Điều 11, quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được thay đổi. Theo quy định mới, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau. Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Quá trình giám sát phải đảm bảo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ, ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Như vậy, so với quy định trước đây, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình đã được loại bỏ.